Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Sau 2 tuần, không biết là anh em đã quen với cái meta mới chưa? Đấy, chưa tôi bắt đầu trải nghiệm được khá đầy đủ ở cái meta mới này rồi. Nói tóm lại, tổng kết thì nó là một cái meta rất là hay, cân bằng, khá là sáng tạo, đấy, dễ chơi, dễ tiếp cận. Round này chúng ta lại có Hunter này. Chơi Hunter không? Hay là chơi Warrior nhỉ? Hunter thì nói chung là ở trong meta mới này thì có vẻ hơi đuối một tí. Do là những cái món đồ trấn ở trong cái bộ Hunter ấy, nó lại không có phải là những cái món đồ cao cấp. Có những cái line up mà những cái món trấn ấy nó lại ở những cái hộp đồ, cái món đồ mà nó chỉ ở cái cấp thấp thôi. Như là cái bộ Hunter này thì những cái món đồ dạng kiểu xanh lá cây hay là xanh dương thì chúng ta lấy nhiều. Chứ còn những cái món đồ như món tím hay là món cam thì lại gần như là không lấy. Đấy, món cam thì tôi nghĩ là chỉ có hai món thôi là lấy được thôi. Đấy là cái cướp điên và cái gậy như ý. Đấy, lấy được hai món thôi. Trong khi những cái bộ khác thì nó lấy được khá là nhiều. Để xem nào. Ây da, hợp lý thế nhở? Được đấy. Tôi lấy cái món đồ đẻ đệ ra, nó lại cho tôi cái con này. Ok ok, từ từ nha. Từ từ. Có thể nó sẽ là Insectoid. Chưa biết. Mèo heo gấu chăng? Mèo heo gấu bộ meta. Ok, được rồi, để tôi đầu game thì có thể là chúng ta sẽ lấy nhiều ma lăng một chút để tung trưởng sớm anh em ạ. Ok. Úi dồi ôi, thằng này mạnh thế. Gặp ngay cái thằng, chắc là thằng này mạnh nhất rồi còn gì nữa. Đen thật. Lúc đầu tôi cũng định chơi Hunter đấy, nhưng mà nó chưa ra ba Hunter nên là tôi nghĩ lại. Nó không ra ba Hunter đầu game thì chắc chắn rồi, không thể nào mà có thể đi Hunter để chuỗi thắng đầu game được. Thế nên là thôi. Tôi có một cái nữa mà tôi cũng phân vân lắm, đấy chính là cái việc là ở trong cái bộ truyền thuyết ấy nó không có con Tesu. Đấy cũng là một cái hơi phân vân khi mà chơi Hunter. Hunter giờ nó mạnh ở khống chế đó. Bây giờ những cái món kiểu giải hiệu ứng khống chế nó khá là khó để nó có thể lấy được. Chính ra nhá, nếu mà chơi Hunter ấy, đấy, cũng hay ở cái chỗ là bây giờ cái món giải hiệu ứng ấy nó là cái món tím. Chỉ có duy nhất một cái món đấy là có thể giải được cái hiệu ứng khống chế của Hunter thôi. Thì nó là cái món tím, mà cái món tím đấy cũng chưa chắc đã lấy được. Khó lấy phết đấy, không dễ đâu. Thế là đánh Hunter nhiều khi là cũng không hẳn là vì đồ Hunter nó yếu mà chúng ta yếu đâu, có khi là nó vẫn mạnh bởi vì là cái đồ kháng ấy để mà counter lại bộ Hunter nó cũng khó lấy anh em ạ, chưa chắc. Tất nhiên là cũng phải có ba Hunter đầu game. Đây thì có ba Hunter ở đây rồi, không sao, bây giờ vẫn quay xe được mà anh em yên tâm. Đấy, tầm này tôi vẫn quay xe được thoải mái. Nếu bây giờ nhá mà ra là cái con cung đen 2 sao thì là chúng ta có thể chơi Hunter. Đấy, tôi chỉ sợ cung đen lứa. Cái máu Echo này có khi là cái con rồng này nó cũng được hưởng ấy nhỉ, đúng không? Có được hưởng không? Tôi nghĩ là cũng được hưởng đấy, tất cả con gọi đệ đều được hưởng mà. Tất cả bây giờ đang có hai con Whisper ở phía dưới này mà chưa thấy con Drui nào để tôi có thể áp cấp lên 2 sao. Bây giờ ra một con Drui áp cấp lên 2 sao. Unicorn thôi, không cần phải là cây, không cần phải gấu gì cả. Cho xin con Unicorn để áp cấp với nhau. Trong cái bộ truyền thuyết này, ở trong trận này có con Ngộ Không là nếu mà chúng ta chưa biết thì cũng ngon. Chưa biết được, từ từ đã. Ui dồi ôi, bài ra cái kiểu gì thế này.
Nó mới rao ra một kiểu anh em ạ. Thế cay. Hay là Clyde. Clyde không? Clyde không? Có chơi Clyde không? Clyde chuyện này thì có một cái này là tôi cũng thấy là Clyde cũng ngon. Thế là ở trong trận đấu này là có cái con Calong và con Sekelenser 6 Glacier, 6 Clyde thì cũng chơi được ấy. Đấy, nhưng mà có một cái là chúng ta phải xem lại toàn bộ đồ thôi. Tức là cái đồ này thì sẽ không chơi được. Thôi cứ từ từ đã anh em, cũng chưa biết được. Meta này cân bằng mà, chơi cái bộ gì chả được. Thật với anh em, chơi cái gì cũng được. Mà chuyển bài thì chuyển bài kiểu bây giờ có lấy sai đồ thì vẫn lấy lại được mà. Có gì đâu, sợ gì, đúng không? Thoải mái đi. Vô tư. Tí nữa mà nói chung ấy là chúng ta vẫn có cơ hội làm lại. Bây giờ chưa biết là chơi gì đâu. Cung đen chưa lên được 2 sao, nhưng mà bây giờ ra mỗi ra một kiểu. Đấy, đây lại ra Beat, lại ra Glacier. Thế thì cũng chưa chắc nó là cái bọn này anh em ạ. Từ từ nhá. Để tôi tính xem nào. Trận này nếu mà chơi 5 rồng thì sao? 5 rồng mà không có rồng 5 đô để nghe chừng có phải là hơi khó. Nếu mà chơi 5 rồng thì nó sẽ là gì? 5 rồng Fallen, đúng không? Cũng hợp lý. Nếu mà bây giờ cho tôi một con Fallen 2 sao cũng rất là hợp lý chứ. Khi mà bây giờ chúng ta đã có một con Fallen ở đây. Cũng chưa biết. Thôi được rồi, cứ ôm hơi nhiều ấy. Ôm nhiều quá nhỉ anh em nhỉ. Ôm mà cay nhất là nó không lên được. Kiểu nó có cặp xong nó không lên được 2 sao. Đấy là một cái thứ mà nó rất là cay. Mà vớ vẩn ở round này tôi lại thắng cái thằng này này. Thế mất chuyện thua. Thế chứ nị. Cày. Không. Chưa chắc. Hay. Vẫn giữ được chuối anh em ạ. Được. Ây da. Đúng rồi. Rồng này. Nhưng mà ra cửa lai nhá. Ra cửa lai chứ. Ra cửa lai lại phân vân. Hay bán bố ở Whitworthia đi nhỉ. Cay thật. Giờ vừa ra rồng vừa ra Clyde, không biết chơi gì. Vẫn phải mua hai con này. Từ từ đã. Bây giờ bán cái con gì đi? Bán hai con Whippersia đi à? Để xem nào. À, chuyện này cũng có thằng Insect nhá. Insect mèo heo có người chơi này. Có đấy, có Clyde rồi anh em ạ. Có thằng chơi Clyde rồi. Bán rồng thôi. Tôi nghĩ lại rồi anh em ạ, tôi nghĩ lại rồi. Tôi biết là chơi gì rồi. Chơi này nhá, nhiều cửa lai, nhiều insect. Thôi được rồi, không chơi insect nữa. không chơi insect nữa. Ok, biết rồi. Hy vọng là mình đang phán đoán đúng. Hy vọng là tôi đang phản đoán chuẩn. Đối thủ đang có vẻ như là đang có hai người ở trên sector. Cái bộ mèo heo ấy. Đấy. Và có người chơi Clyde. Cái này có ăn được quái nhỉ? Hay là chúng ta sẽ phải up lên cấp 6 nhỉ? Hay là thôi liều phát nhỉ? Quánh liều quả này toàn quái thì coi như là quyết luôn. Bây giờ tăng quái là quyết luôn anh em nhá. Mất đồ là quyết luôn. Đồ nó ra cái gì cũng được nhưng mà nó phải đủ. Thiếu đồ tức là chúng ta không đổi được đồ cam. Đấy. Tôi thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi gì. Thôi thì pick tạm Clyde đi. Bây giờ có 3 con rồi. 3 con Clyde với cả 2 con Glacier. Clyde, Glacier. Cũng đen lừa thế nhở. Không lên được 2 sao anh em ạ. Đấy. Tôi chết rồi, đúng rồi. Chuyện này có một cái nhá, nó lừa tôi. Thứ nhất là gì, cung đen nó ra, nó không lên được 2 sao. Ủa, đồ này á. Cái thứ hai là gì, cái thứ hai là chúng ta không ra cái con Eco.
Khúc xạ con Eco anh em ạ. Đấy, và bây giờ tôi bán lấy con Whispersia rồi thì bây giờ nó mới ra này anh em, thấy cay không? Tôi bán lấy con Whispersia rồi thì nó mới ra con Whispersia và một con Unicorn để tôi áp cái con Whispersia lên 2 sao đấy. Thế đúng lừa đảo luôn. Rồi ok, thôi tạm thời cái này đi. Cho Greater vào chơi. Nói chung là bây giờ cái tầm này ấy, giết được con nào hay con đấy thôi anh em ạ. Giết được con nào hay con đấy. Làm nào để giữ máu tốt nhất có thể. Ơ kìa. Đừng bảo thắng nhá. Không 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 không. Đấy, mất 3 máu là được rồi. 2 máu, à, được. Ui, Greater này. Vãi đài, nhưng mà lại có con Eco anh em ạ. Thế rồi, cái tầm này Eco đi nha anh em nhá. Thôi được rồi. Giờ mới ra, round 12 mới ra con Eco, mới cay chứ. Thế nó mới cay chứ, nhưng mà trận này chắc tôi chơi cửa lai anh em ạ. Trận này có ca lông mà chơi được. Ok. Có thể Greater nhỉ? Có thể là Greater không? Đồ này chắc là... Để tí nữa tôi... Round 15 tôi khô máu luôn anh em nhá. Round 15 hứa với anh em khô máu đồ cam luôn. Ui, Greater 2 sao này. Có chơi không? Không. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chơi Greater mà gặp cái bọn mèo heo ấy. Không được anh em ạ, không ổn, không ổn. Không ổn đâu. Greater chỉ đấm được mấy cái thằng beat biết các thứ đấm được thôi. Đấm mấy cái kiểu Hunter mỏng mới đấm được. Chứ còn mấy cái thằng kiểu dày dày như cái trận này. Mèo heo. Mèo heo insect mà nhiều lắm anh em ơi, 3 thằng chơi rồi chứ không phải 2 nữa. Sau đó lại còn cái bọn Exit không được, không ổn. Greater gặp Exit thì bốc hơi nhanh lắm anh em ạ. Không chơi được, không chơi được, không chơi được. Thôi, bỏ đi. Và cái bộ Greater nói thật trong meta này thì nó cũng không phải cái bộ mạnh. Mấy cái đồ đánh tay mà kiểu gây đam tay ấy, nó yếu lắm anh em ạ. Toàn mấy cái đồ mà cấp thấp thôi. Đồ kiểu đồ xanh lá với cả đồ xanh giặt trời, xanh dương. Mấy cái đồ kiểu đánh tay thường nó hay ở cái những cái vị trí đấy. Những cái món tím thì thực ra có mỗi cái trùy bình minh với cả cái gì Shadow Blade đúng không? Đấy, món tím cũng chỉ có 2 món thôi. Đánh tay nó yếu lắm. Món cam thì bây giờ có gậy như ý và có cướp điên mà rôn ra toàn đồ thủ các thứ bắn trưởng nhiều. Mấy cái đồ cam toàn đồ thủ với đồ bắn trưởng thôi anh em ạ. Thế nên là mới nói là cái bộ mết với cả mấy cái bộ mà kiểu châu chó lì đòn ấy thì nó khá là ok đánh ở trong beta này, khi mà chủ yếu những cái món cam nó ở cái vị trí đấy. Mấy cái đồ đam tay để đánh cho Assassin thì nó toàn màu xanh dương nên là cái bộ Assassin nó mất hút. Không ai chơi. Trên này có thằng cướp bài tranh bài Clay này. Hình như là còn 2 thằng cơ. Và thằng này có vẻ như là nó vẫn chưa lấy đồ. Chuyện này có thằng Feather à? 2 thằng Clay. Mình là 3. Chưa tính tôi đâu. Tôi là 3 đấy. Nhưng mà Clyde thì bây giờ nhiều thằng chơi Clyde. Mình chơi God Clyde thì vẫn có thể ăn được. Đấy, chơi God Clyde. Ngoài ra thì cái bộ mèo heo kia thì chúng ta chơi God Clyde thì cũng có thể ăn được. Đây, 2 Clyde kẹp 2 Glacier kẹp với God. Ok. U đây rồi, 4 Clay này. Ui, không kịp rồi.
Chết rồi, không biết có lọt quái không. Lẽ ra là phải vứt cái con Sao Dipper vào. Sao Dipper thì hợp lý hơn. Nhưng mà không sao, ăn rồi. Thực ra là vì là có đồ nên là cũng sẽ ăn được quái đó. Cửa lai nó cũng khỏe, nó không yếu đâu. Cái chuyện này có cảm giác nó cứ lừa lừa kiểu gì đấy anh em ạ. Nó toàn ra cặp thôi. Trước là cái cặp cung đen, bây giờ là cặp Evil Clay, không thấy lên được 2 sao luôn. Thôi roll nhá, roll đi. Không là coi như là sắp sửa là súng hố đấy. Không lên được 2 sao, súng hố sớm thôi. Agali vẫn chưa ra con nào, ngựa vẫn chưa ra con nào. Ui dồi ôi, bây giờ mới ra nhưng mà quá chậm. 6 Clay chưa? Rồi đủ rồi. Tạm thời 6 Clay đã này. Ui dồi ôi, anh em nhìn đổ vãi cứt. Thôi được. Chắc là tôi khô máu đồ cam ấy anh em ạ. Khô máu đồ cam thôi chứ còn cái tầm lấy giải quyết được cái vấn đề gì. Ồ oh. Vứt tất. Rồi. Vậy bất diệt à? Không ăn thua, bất diệt là vớ vẩn thôi. Giá như mà nó làm cái vương miệng anh em ạ. Vương miệng thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây nó lại là một cái bất diệt chứ đấy. Bất diệt này thì nó là một cái món đồ trấn phái cho con Secret Lancer ấy. Secret Lancer hoặc là con ác mộng. Nhưng mà Secret Lancer thì ngon hơn. Bởi vì cái lúc mà nó bật bất diệt lên là cái lúc mà nó oánh nó nhanh nhất. Lúc mà nó mắc tóc, cái lượng đam nó gây ra cực kỳ lớn ở trong cái lúc mà nó bật cái khả năng bất diệt, giải toàn bộ hiệu ứng các thứ. Hỏng rồi, 6 Clay trông vẫn yếu lắm. Vẫn chưa ăn thua. Bởi vì là chúng ta chưa có 2 sao. Chết rồi, máu thấp quá rồi anh em ạ. Thế kìa. Thật là điên rồ. Vẫn chưa thấy đâu. Đây rồi. Cay thật. Nhưng mà bây giờ ra thì vẫn hơi yếu. Cay nhờ. Úi dồi ôi, cái thằng nó to này. Mèo heo gấu này anh em này. Có phải chơi mèo heo gấu hay là chơi bít nhỉ? Nhưng mà nói chung ấy là bây giờ gặp mấy cái thằng này thì chắc là tôi sấp mặt luôn đấy. Nó đẩy kìa. Con sâu nó vẫn sống. Lại đẻ thêm một con. Hỏng rồi, 28 máu anh em ơi. Bây giờ mới ra. Rồi. Chắc là phải cho góp vào thôi. Cho gót vào đã anh em nhá. Bùa hay đánh ở level 9 cơ. Thế là chúng ta có co rồi thì thôi, chúng ta tích tiền thôi anh em ạ. Cái con Evil không biết là có gánh nổi không. Đây này. Nhiều thằng mà chơi cái bộ này lắm anh em ơi. Mà không sao, tôi tính rồi. Tôi biết vì nhiều cái thằng nó chơi cái bộ mèo heo gấu insect mà. Nên là tôi tính trước là tôi chơi cái bộ này nó đánh được, không sợ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy, là chúng ta có lên được 9 hay không thôi. Lên 9 thì vô tư. Có điều là cái bất diệt thì nó không ngon lắm. Giá như mà nó không phải là cái bất diệt mà nó là cái vương miệng thì nó còn ngon hơn rất nhiều. Hoặc là nó là cái giáp phản ấy. Giáp phản tuyệt vời luôn. Chơi God Clay lấy được cái giáp phản thì tuyệt vời.
Giao round này có thể chúng ta đã chiến thắng. Ý, God Clay. Sống chết thì round 21 cũng phải lên được 9. Rồi, round này tạm thời thì là cắt cái chuỗi eco đã này. Ý, bất diệt. Bất diệt thực ra nhá, cái khả năng nội tại của nó ấy thì nó ngon thì nó ngon, nhưng mà nó không phù hợp với cái bộ này. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể thừa hưởng được ấy, nó chính là cái việc là cộng 900 máu, làm cho cái con này nó có lượng máu nó nhiều anh em ạ. Đấy, cái nội tại của nó thì nó không ngon, nhưng mà cái chỉ số stat ấy nó cộng vào thì nó cũng ngon đấy, chứ nó cũng không gọi là lởm đâu. Cộng 900 máu bây giờ nhá, là so với cả những cái món đồ khác là ngon lắm đấy nhá, cực kỳ ngon luôn á. Bây giờ đồ Kira không được cộng nhiều máu như thế đâu. Kira bây giờ nói chung là khá là đều. Đồ Kira bây giờ tôi thấy là cũng có rất ít người lấy cái đồ Kira. Đấy, thằng này là chơi beat hay là chơi insect đây? Ra cáo 2 rồi nhá, mà tí nữa lại xoay xoay sang một lúc lại xoay sang chơi insect. Có phải không? Không, cái thằng này nó là gì? Thằng này nó là beat, beat kẹp với cả Glacier đấy anh em. Không sao, không sao. Cái con Evil Clay của tôi nó gánh được. Hay quá nhỉ. Nhưng mà cái con rơi lại là con gây đam nhiều nhất. Điều là con rơi là con gây nhiều đam hơn. Thế lại con rơi trong với cái bộ God Clay này nó gây đam nhiều đến như thế sao? Hay là làm quả rơi 3 nhỉ? Rơi 3 trong God Clay nhỉ? Làm con ten à? Rồi, chuyển sang cho Akali. Đồ cho Akali anh em nhá. Sau sau tôi sẽ lên được 9. Và khi mà chúng ta lên được 9 thì chúng ta sẽ có 4 God. Akali với cái giáp bất diệt này khả năng nó sẽ là một cái con bất tử. Tất nhiên là con nó cũng phải thêm một vài đồ nữa, chứ còn cái giáp bất diệt này nó cũng chỉ có được cái cộng thêm 800 máu thôi, 900 máu thôi, chứ còn nó cũng chưa có cái hiệu ứng gì. Đấy, sắp chết rồi thì mới có cái hiệu ứng gọi là bất tử có 3 giây mà không ăn thua. Nói chung là cái bộ này tôi đánh giá nó cũng không cao đâu. Nó chỉ phù hợp với con Lancer thôi anh em ạ. Tôi cần cái vương miệng thôi. Nhẫn lấp lánh à? À, cũng được. Rồi, cái nhẫn lấp lánh này sẽ giúp cho chúng ta có thể búp trưởng sớm. Ui, được quá nhờ. Đúng lúc cần những cái món đồ tăng mana. Rồi. Ok. Ây à, được. Quá ok luôn. Rồi, hay, cái giáp này hay đấy. Cái giáp này nó có khả năng là bắp giáp cho toàn bộ quân của chúng ta. Sẽ nhận được một cái khiên chống đỡ cái những cái lượng đam vật lý. Rồi. Lên 9 cái đã. Ôi bạn ơi. đúng lúc. Anh em ơi, nói thật nhá. Cái này là nó không phải là ấy đâu, nó không phải là vô tình đâu, nhưng mà nó là tính toán đấy anh em ạ. Sớm muộn gì gặp thằng này thì nói chung là nếu mà chơi God Clay thì là sẽ cắt chuỗi được thằng này thôi anh em. Đấy. Đây là tính toán để làm nào cho được top 1 đấy anh em. Tôi tính như nói chung là nhìn thấy bọn nó chơi những cái bài đấy, mình chỉ cần tính làm sao để đánh cái bài mà counter đa phần những cái thằng chơi là được rồi. Đấy, bây giờ hiện tại là tôi đang counter vào gần như là hết luôn. Chỉ bây giờ phải chỉ xem là cái thằng kia là có chơi beat hay không thôi anh em ạ. Nếu mà thực sự nó chơi là 6 beat ấy kẹp với Glacier thì cái bộ này nó hơi sợ. Đấy. Chỉ có thằng đấy là tôi sợ, còn những cái thằng còn lại nó chơi mèo heo thế. Ba thằng chơi mèo heo đúng không? Hai thằng chơi Clay thì là tôi đã ăn được 5 thằng rồi. Còn thằng beat thì chưa biết. Đấy. Thằng beat thì chưa biết. Còn một cái thằng nữa chơi Feather. Thì tôi nói thật với anh em là thằng chơi Feather ấy thì tôi vẫn ăn được. Đấy, còn cái thằng này chơi beat thì vẻ như đúng là beat rồi đấy anh em. Đúng là beat rồi, đúng là beat rồi. Vậy là có một thằng chơi beat là thằng Phạm Khắc Duy. À, thằng này cao tơ. Cao tơ của tôi đúng không? 28 máu gặp beat có khi tràn nhà luôn đấy nhá. Bây giờ cầu trời khấn Phật cho không gặp cái thằng beat đi anh em ạ. Khoai Feather. Feather là vô tư.
God Clyde này chỉ sợ, bây giờ chỉ sợ duy nhất thằng Beat. 28 máu này trụ được một round không? Gặp Beat không? Chỉ gặp nó một lần thôi mà. Từ round 22 đến round 28 là chỉ gặp thằng Beat một lần thôi. Bây giờ gặp thằng đấy sớm ấy, cho gặp round sau đây. Xin được gặp cái thằng Beat round sau. Nói chung là gặp càng sớm càng tốt, tránh hậu họa về sau, không đến lúc mà nó mạnh rồi ấy, nó đẩy thì nó kinh khủng lắm. Tốt nhất là nó gặp luôn round sau đi bạn ơi. Xin cho gặp Phạm Khắc Duy đi. Ấy à, từ từ nha, lên 10 kẹp luôn cái con này vào. Chơi God Clyde nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ chơi con, nó sẽ là cái con Dutlet. Anh em ạ, à, con Dutlet là sẽ counter vào cái bọn nó. Mà chơi cái con Dutlet ấy, nó đỡ mất máu hơn nếu mà gặp Beat. Đấy, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ lên lên level 10 sớm ấy. Chỉ còn gặp Beat rồi, lát nhà luôn. Thằng kia không biết là có chơi Beat không, nó búa hai con heo vào. Beat siêu đẻ à? À, khả năng nó sẽ là Beat siêu đẻ. Tao ghét mày, lại một người nữa chơi Clyde, thế thì vô tư. Đấy, anh em thấy chưa? Ngon luôn. Đấy, bất diệt cắm vào người rồi, không bao giờ sợ chết. Bất diệt lên, lại tỉnh. Đấy, giải toàn bộ hiệu ứng ở trên người, vẫn có thể sống sót. Có chuỗi luôn anh em ơi, hay quá. Tính toán nó là hợp lý luôn anh em ạ. Đi bài này nó là quá là chuẩn rồi. Thôi được rồi, giờ để xem nhá. Chưa gặp Beat. Gặp luôn đi, cho cái xóa xin gặp Beat rồi đi. Mấy cái thằng Greater, mấy cái thằng Insector ấy, gặp sau cũng được mà. Mấy cái thằng Insector càng gặp muộn càng tốt. Đấy, mấy thằng Insector bây giờ càng gặp muộn càng tốt, bởi vì nó chắc chắn là ăn. Sợ gì Insect đâu, mèo heo gấu không sợ. Hay quá, gặp thằng này là chuẩn rồi đấy. Đúng rồi. Chuẩn rồi đấy, chuẩn rồi đấy. Hay lắm. Đấy, nó gặp như thế là coi như là chúng ta không bao giờ mất chuỗi luôn. Gặp thằng Beat là xong. Thằng này là cái thằng duy nhất có khả năng cắt chuỗi. Chỉ cần sau thằng này là có thể là ngon rồi. Qua cái thằng này là, sau đấy là chúng ta có thể vô tư. Round 26 lên 10 vẫn ok luôn. Quá tuyệt vời. Sau này mà gặp lại thằng này thì không sợ nữa anh em ạ. Lên được 10 kẹp được con Dutlet vào thì không sợ nữa. Lúc đấy chúng ta vô tư, chúng ta gặp lại Beat vẫn vô tư. Thậm chí là nếu nhá, mà giả sử như Beat nó mạnh quá, tí nữa chuyển sang chơi Sasori. Được, không sợ. Tí nữa tôi chuyển sang Sasori. Lên 10 chuyển sang Sasori luôn, chơi hai co. À, tớ xịn hay fake à? Ừ, đoán xem. đoán xem. Biết đâu đấy lại anh em lại đoán trúng, đúng không? Trúng phốc. Ok. Rồi. Được anh em ạ. Lên 10 nhá, lên 10 vứt hết Clyde đi. Giữ lại con Agri thôi, hai con bắp máu. Quá ok luôn. Vứt hết Clyde đi xong rồi cho cho fake à? Ui dồi ôi, thế thì mời bạn đoán lại. Dã man. Bây giờ kiếm thêm con heo nữa là xong à. Từ từ nhá, đồ này không lấy được cái gì cả. Random kiếm cái giáp thép. Món này lại không được cộng. Úi dồi ôi, thế cái này thì bỏ rồi. Thôi được, tôi sẽ rèn nó. Hay là rèn đồ cam nữa không? Rèn thêm một cái đồ cam nữa không? Chưa đủ. Không được. Thôi nhịn tí anh em ạ. Điên nhỉ. Chúng ta là God Clyde, chúng ta cần bắn trưởng. Mà cái món này nó lại sai lần. Cầm vào nó sai lần anh em ạ, không dùng được. Mà một cái món đồ không dùng được thì nó cũng hơi củ chuối đấy. Để từ từ xem nghiên cứu nào. Bây giờ mà rèn thì rèn cái đồ, chúng ta rèn được đồ tím.
Rèn được đồ tím, ở trong cái đồ tím thì nó có cái giáp đúng không? Có cái giáp kháng. Mà tôi đang hướng tới là cái vương miệng. Đồ tím lấy cái giáp kháng thì nói chung là cũng được. Úi dồi anh em nhìn này. Đùa. Anh em thấy chưa? Lát người. Thôi xong. Anh em nhìn tôi đấm cái thằng mèo heo gấu ấy, bay màu luôn. Trời ơi, sờ pham với chúng tôi. Ồ. Thôi, tôi nghĩ lại rồi. Tôi cứ để cái bộ này tôi đấm thôi. Cần quay phải chuyển. À mà không, chuyển sang Sasori không ăn được mèo heo gấu đâu anh em. Cứ để bộ này đi. Để bộ này ngon hơn anh em ạ. Để bộ này ngon hơn. Bộ này ăn hết mà, đúng không? Bộ này ăn hết. Bây giờ cái thằng beat không phải là cái lỗi lo rồi. À ui, meta lỗi à? Sao lại bạn lại bảo là meta lỗi nhỉ? Meta này là quá là hay luôn. Chả có cái gì lỗi hết. Có lên ghép không nhỉ? Tôi đang phân vân lắm đây. Bây giờ vứt hết đồ đi thì được một cái đồ cam nữa. Ui giời ơi, được quá. Thôi được rồi, được rồi. Ui giời ơi, tài ơi. Tài 41 máu à. Thôi được rồi anh em ạ. Tại sao lại bảo là cái meta này lỗi? Tại sao nó lại là meta lỗi? Chưa hiểu ý đồ của bạn là gì. Nhưng mà nói tóm lại là meta này không hề lỗi. Meta này cực hay luôn. Ai? Cứ sờ farm mèo heo đi. Trời ơi, đẩy 30 máu luôn. Đấy, cái lý do tại làm sao bạn bảo meta lỗi xong rồi bạn sờ farm mèo heo gấu đúng không? Đấy là vì là bạn chưa đủ kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm thôi. đúng rồi. Mình phải đặt tít ở trong cái video này là như thế mới được, để câu view. Đấy, chủ đề đang hot đấy. Ok. Chuyện này là phải để tít nó sẽ là gì? Nếu mà bạn thấy meta lỗi, tức là bạn chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Dã man. Thấy lỗi là do bạn chưa biết cách counter meta thôi. Dạo này cái bộ mèo heo gấu nó hot nên là anh em sờ farm nhiều, anh em cảm thấy là cái bộ đấy nó bá, chứ tôi thì tôi thấy nó cũng bình thường. Đấy, anh em thấy không? Tôi biết cách counter rồi, tôi thấy nó quá là nhẹ nhàng luôn. Trận này ba thằng chơi bây giờ xuống hố dần thế này. Đấy. Cần phải có kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm anh em nhá. Để xem nào. Chúng ta có thể đặt một cái tít như thế thì cũng được. Tí nữa để xem là kết thúc video có lên để cái tít như thế không. Tít như thế liệu rằng là có cầu những cái người khác vào không nhỉ? Kiểu để cái tít đấy xong rồi cuối cùng lại không phải là mấy cái ông chơi auto chat ấy, mà lại là mấy cái ông mà xem kiểu nhà thiết kế Thái Công mà. Dã man. Rồi tóm lại là gì? Nói tóm lại là đấy, cũng phải cần phải có kiến thức, đúng không? Cái gì cũng thế, kể cả chơi game phải có kiến thức thì mới thấy là nó dễ dàng được. Chứ còn không phải là cứ cắm đầu vào chơi mèo heo gấu là ăn được đâu. Đi hết rồi, mấy cái thằng chơi mèo heo gấu đi hết rồi anh em ạ. Đấy, đâu có phải dễ mà được top đâu. À bài dị thật sự à? Có gì đâu, dị gì đâu. Bài này nó quen rồi. Tuy nhiên là không thấy ai chơi ở meta này thôi. Không thấy ai chơi ở meta này thôi. Nhưng mà lấy cái bộ này mà đi đấm bộ mèo heo gấu thì quá tuyệt vời luôn. Rồi, nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là thôi, trận này mình xin cái top 1. Không cần phải nói nhiều. Đấy. Đơn giản không? Rồi, khoai đi rồi. Chắc chắn là đi chứ còn gì nữa. Nhẹ nhàng tình cảm. Thế thôi. Có vậy thôi. Xong rồi. Cá lông này bây giờ còn ra rồi đấy nhá. Chưa có đồ cho cá lông không? Tí nữa có đồ cho cá lông nữa là thôi.
Úi dồi, trứng mẹ luôn đấy. Trứng mẹ này nhưng mà cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì. Nên là tí nữa tôi đúc tiếp. Tí nữa tôi lại đúc đồ. Xem cái món đồ gì ngon nhỉ. Đồ cam vẫn còn đồ cam ngon nhá. Giáp phản vẫn chưa lấy được đâu. Thôi, trận này vẫn chơi God Clive. Chơi với bọn Clive này thì chơi God Clive là ngon rồi. Đấy, chơi Clive lướt game solo thì chơi Clive. Chúng ta cũng chơi Clive nhưng mà chơi God. Ăn được, thoải mái đi. Giờ nuôi con Agali với cả cái con đắt led lên 3 sao thôi. Cay nhỉ. Đùa chứ, cái con heo Clive của tôi nó vẫn chưa lên được 2 sao. Heo Clive lên 2 sao tôi sẽ thay. Tôi nghĩ tôi sẽ thay con rơi ra. Ê, ngon. Rồi ôi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi rồi. Đúng cái đồ mà tôi cần. Với giáp trừ tà này là tuyệt vời rồi. Được. Rồi, còn cái đồ còn lại này chắc là đúc lốt đủ cảm nha anh em nhá. Xem nào. Đủ không? Không đủ, chỉ lấy được đồ tím thôi à. Chúng ta không lấy được đồ cam. Rồi rồi. Úi giời ơi, quá tuyệt vời luôn. Ok. Đúng món mình cần. À đây rồi. Đây. Mà tôi nghĩ là chắc là tôi không có chuyển gì đâu. Tôi vẫn chơi God Clive đâu. Anh em ạ. Thôi. Chả cần. Tôi nghĩ là God Clive đủ ăn được rồi. Thằng này Glacier Clive nhưng mà vấn đề là nó phải lên được 11 thì nó mới mạnh. Chứ còn nếu mà nó đánh ở 10 thì nó không ăn thua. Đánh ở 10 thì làm sao mà ăn được tôi. Anh em nhìn này. Trời ơi. Đối thủ chết rất nhanh luôn nhá. Mà mỗi lần nó thua là nó thua nguyên một cái bàn luôn. Nó coi như là nó lọt hết luôn đấy anh em ạ. Không trượt phát nào luôn. Ôi quả này tôi luôn lốt tôi hết tiền thôi chứ. Round này chắc đối thủ bay màu rồi còn đâu nữa. Thôi con này bỏ đấy. Không chơi. Xong rồi. God Clive vô địch. À từ từ bỏ con này đã. Kiếm con Agali thôi. Agali với cả Evil Clive lên 3 sao là được. Không kịp rồi anh em ạ. Thôi xong. Đối thủ chắc là đi. Không kịp rồi. 50 tiền này không thể làm mà luôn kịp được. Trời ơi, nói chung ấy là chúng ta chọn được một cái đội hình mà nó counter được hết bọn nó. Đây là bây giờ chúng ta đánh nó nhẹ, kiểu nó quá là nhẹ nhàng luôn ấy. Nó nhẹ nhàng một cách kinh khủng luôn. Không có một cái gì nó phải suy nghĩ cả ấy. Chỉ việc là bây giờ là ngồi roll 3 sao thôi mà. Thấy chưa? Con rồng chết nhanh lắm. Nó là God Clive anh em ạ. Đẩy full bàn luôn. Thôi xong. Trò chơi kết thúc. Anh em thấy thế nào? Meta này nó quá cân bằng đúng không anh em? Chúng ta có thể chơi bất cứ cái bộ gì mà chúng ta muốn. Cái vấn đề ở đây nó là phải xem đối thủ chơi gì, lựa chọn cái bài thật là chính xác. Chúng ta chỉ cần counter vào đối thủ thôi là chúng ta gần như là chúng ta nắm chắc cái vô địch rồi anh em nhá. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy con thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Hồi sinh lại cái bộ God kết hợp với siêu đẻ anh em nhá. Đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Chiến binh bất tử. Swordman. Xoay liên tục đến chết vẫn không chết. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.